Xin chào thầy và các bạn, em tên là Ngọc Anh. Hôm nay em sẽ đại diện nhóm IEK47 bàn về vấn đề toilet ngồi bệt hay ngồi xổm tốt cho sức khỏe hơn. Đầu tiên chúng ta hãy khái quát chút về toilet. Toilet là nơi xả thải các chất thải của con người như phân và nước tiểu. Từ hàng ngàn năm về trước, khi con người chưa khai phá được sự vĩ đại của bồn cầu, thì nhân loại đã phải sống ngập dần trong cuộc sống, xung quanh ta đều là xít. Khi mà con người đi đâu thải đấy, đặc biệt là lối sống tập trung định cư, con người phải sống trong sự dơ bẩn và hôi thối, dẫn đến người ta có bản năng tránh xa những thứ hôi thối và bẩn thỉu. Chính bản năng này đã dẫn đến những ý tưởng đầu tiên về toilet. Nhà vệ sinh đầu tiên được phát hiện vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên, với cách tách các đường dẫn thải từ nơi thải nội bồn ra thẳng sông và biển. Nhân loại xưa và nay sử dụng hai loại toilet chính là bồn cầu ngồi xổm và bồn cầu ngồi bệt. Vào thời La Mã cổ đại khoảng 100.500 năm sau công nguyên, nhà vệ sinh được thiết kế như một ghế ngồi bằng đá được xây dựng công cộng để chứa đến 20 người cùng một lúc. Quay về phương Đông, những cư dân khu vực Luận Hà lại là cha đẻ của bồn cầu đất sét. Tên gọi nghe hơi xa lạ nhưng thực chất đây là loại squatting toilet. Đây là bồn cầu kiểu như xếp hai viên gạch ở trên cái hố, cho phép chúng ta thải phân đi trong tư thế ngồi xổm. Trong thời kỳ trung đại, sự phát triển của toilet đã bị chững lại, hệ thống xử lý xả thải bị lạc hậu. Phân được thải thẳng từ đầu cao xuống, còn người dân thì phải thải vào một cái xô và hất thẳng ra đường. Đến năm 1596, John Hambrington đã phát minh ra bồn xả nước đầu tiên cho nhân loại, gần như tương tự bồn cầu hiện tại bây giờ. Việc áp dụng hệ thống đòn bẩy và một chiếc van để dập nước từ chiếc bồn cầu này đã đặt nền tảng vững chắc cho những chiếc bồn cầu mà ta vẫn quen dùng hàng ngày. Việc phát minh này không giải quyết được hai vấn đề là sự bốc mùi của chất thải và đôi khi nó còn bị chèn. Phải đến hơn 200 năm sau, năm 1775, nhà phát minh người Scotland uống công rãnh cống ngầm hình chữ S. Việc này giúp cho nước được dự trữ ở bên dưới và ngăn được mùi hôi thông thẩm thoi thối của chất thải. Sau này, nó được thay thế bằng đường uống hình chữ U của Thomas Cooper và được dùng phổ biến cho đến ngày nay. Vậy câu hỏi được đặt ra là toilet ngồi bệt hay ngồi xổm sẽ tốt hơn? Hãy cùng tìm hiểu về lợi ích và tác hại của cả hai để làm rõ hơn nhé. Đầu tiên là sitting toilet. Về lợi ích, khi ngồi bệt không gây mỏi chân khi đi vệ sinh lâu. Thứ hai là phù hợp với người lớn tuổi. Về tác hại, toilet bệt, khi ngồi bệt, góc hậu môn trực tràng không được mở rộng, làm quá trình tống phân ra khó khăn hơn. Và khi ngồi bệt, chúng ta sẽ có xu hướng đi vệ sinh lâu hơn bình thường, làm gia tăng khả năng bị chỉ. Thứ ba là toilet bệt ở nơi công cộng khiến nhiều người ngồi chung trên bệ bồn cầu, có khả năng tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Squatting toilet. Về lợi ích, việc tống phân dễ dàng hơn, tư thế ngồi xổm khi đi đại tiện giúp lớp hậu môn trực tràng mở rộng hơn nhiều, ống hậu môn thẳng hơn, hoạt động tống phân qua ống hậu môn sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn cho người bị táo bón. Do việc đi tiêu dễ dàng hơn, ít phải gặn hơn, hạn chế tăng áp lực ở bụng, nên hạn chế được các bệnh như bệnh trĩ, sa hậu môn trực tràng, sa tử cung, hội chứng ruột kích thích, viêm ruột thừa, ung thư ruột kết, viêm loét đại tràng, vân vân. Do không ngồi trực tiếp lên bồn cầu nên sẽ hạn chế được sự lây nhiễm các bệnh lây qua đường tiết niệu sinh dục như sủi màu gà, giang mai, đậu cầu, vân vân. Một nghiên cứu của Israel đã ghi nhận thời gian trung bình để đi tiêu khi ngồi xổm là 51 giây, so với ngồi bệt thấp là 114 giây và ngồi bệt cao là 130 giây. Những người tham gia nhận thấy đại tiện khi ngồi xổm dễ dàng hơn so với khi ngồi trên bệ. Về tác hại của việc đi cầu ngồi xổm, có rủi ro tăng nhẹ huyết áp. Ngồi xổm gây tăng cơ sàn chậu khiến việc đi tiểu khó khăn, có thể dẫn đến ứa nước tiểu gây viêm bàng quang. Tư thế khó thực hiện hơn, dễ gây trơn trượt đối với những người lớn tuổi và phụ nữ có thai. Tóm lại, tư thế giúp khắc phục được nhược điểm của hai tư thế là ngồi bệt và kê thêm một cái ghế dưới chân sao cho gốc chân người và đùi khoảng 30-50 độ. Tuy nhiên, tư thế này không được thực tế cho lắm, nên nếu áp dụng được thì tốt, cũng không bắt buộc. Hai, lời khuyên tốt nhất là ngồi tư thế mình cảm thấy thoải mái nhất, phù hợp với tình trạng sức khỏe, vệ sinh bồn cầu, sạch sẽ, tránh làm việc khác như sử dụng điện thoại khi đi cầu. Nhóm em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe và theo dõi.